Ngành du lịch Đà Nẵng thường xuyên tổ chức lễ hội chương trình quảng bá ẩm thực tới du khách trong nước và quốc tế. Thành phố Hút cũng có hệ thống các cơ sở kinh doanh dịch vụ đa dạng, nhiều nhà hàng quán ăn từ dân dã đến cao cấp. Các cơ sở lưu trú du lịch có nhiều bếp ăn đặc chuẩn, đồ bếp chuyên nghiệp, có khả năng chế biến ẩm thực đa dạng, phục vụ mọi khách hàng. Mới đây, Senebic Non Nước Resort – đã tổ chức chương trình tuần lễ ẩm thực miền Trung giới thiệu các món ăn đặc trưng xứ Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đến với du khách. Cùng với cách bày trí đẹp mắt, các món ẩm thực dân giả đã nhận được sự tán dương và yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những nghệ sĩ tại Việt Nam khi đến tham gia thưởng thức các món ăn. Ẩm thực miền Trung thì cũng là một cái ẩm thực đặc biệt. Ăn thì nó có vị, vị riêng của nó và nên để mình nhớ lâu thế là đấy là cái quan trọng chứ có những cái món ăn mình không không nhớ lâu không mà đây là thuộc về ăn nhớ lâu bánh bột lọc bánh khoái hay bún bò huế mì quảng và bánh tráng cuốn thịt heo luôn là những món ăn được nhiều du khách lựa chọn thưởng thức khi đến đà nẵng có thể nói ẩm thực đà nẵng nói riêng cũng như ẩm thực miền trung nói chung đều mang nét độc đáo và một chiều sâu văn hóa riêng biệt góp phần làm nên thương hiệu ẩm thực miền Trung tại Việt Nam. Ẩm thực tại đây mà mình thưởng thức thì thấy rất là đa dạng phong phú. Mọi thứ nhắm một tí nhưng mà điều đó để lại trong bác rất là nhiều ẩm thực. À, nhiều cái dư vị mà khi mình đi xa mình sẽ nhớ. Nhớ về một cái thành phố Đà Nẵng, một bên núi, một bên sông, một bên biển rộng. Có hai mùa mưa nắng rõ ràng và bây giờ ẩm thực ngon nữa thì làm sao mà không cuốn hút những người lữ khách đổ về Đà Nẵng được. Mỗi vùng, miền hay mỗi quốc gia đều có những khẩu vị khác nhau. Vì vậy, khi phục vụ khách những món ăn Đà Nẵng hay miền Trung, thì các cơ sở lưu trú du lịch đều chú trọng vào khẩu vị để chế biến sao cho phù hợp với khách, nhưng vẫn hài hòa giữ được nét đặc trưng của món ăn người bắc mình ví dụ như là bánh tráng cuốn thịt heo thì người ta chấm nước mắm thay vì mắm nêm à, cũng như, như quốc gia ở sài gòn thì họ nước mắm thì cần phải pha ngọt hơn một chút và không có độ cay nó ít hơn còn đối với du khách mà ngủ quốc ấy, thì họ, họ không cũng cũng mang được cay và và mặn Họ ăn vừa thôi mình mình sẽ biến biến táo lại những nó phù hợp với lại cái hương vị của khách Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 114 về phát triển ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc sắc trên địa bàn giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030. Đà Nẵng định hướng phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực theo 3 nhóm, gồm ẩm thực địa phương, ẩm thực vùng miền và ẩm thực quốc tế. Đây là bước đi quan trọng để Đà Nẵng định hình du lịch ẩm thực trên bản đồ thế giới. Theo đó, Sở Du lịch Thành phố Hút cũng đã tổ chức các buổi tập huấn chế biến chuẩn bị món ăn vùng miền với từng chuyên đề do nghệ dân hướng dẫn cho trưởng ngũ trò bếp của các cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, để ẩm thực Đà Nẵng có thể đến được gần hơn với du khách gần xa, tạo ấn tượng trong lòng du khách về điểm đến, ngành du lịch thành phố Hút xác định trước mắt sẽ khảo sát phân loại xây dựng bản đồ ẩm thực Đà Nẵng và tổ chức truyền thông hỗ trợ tập huấn chế biến món ăn chuẩn vị vùng miền, tổ chức các cuộc thi ẩm thực, phát động khởi nghiệp vinh danh các địa chỉ ẩm thực, chuẩn hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, khuyến khích các cơ sở ẩm thực xây dựng câu chuyện về món ăn, trình diễn chế biến món ăn cho khách tham gia trải nghiệm